Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Mới đây, Ủy ban dân tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị Trung ương hỗ trợ công trình xử lý khẩn cấp khắc phục ảnh hưởng cơn bão số 3. Một là xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, đồng bộ với quy mô tuyến quốc lộ 32C với chiều dài 430m, chiều rộng 21,5m Tổng mức đầu tư 865 tỷ đồng do ngân sách trung ương hỗ trợ 100%. Hai là gia cố, nâng cấp đoạn D, kè sung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả hữu sông Thao kết hợp quốc lộ 2D và quốc lộ 32C với quy mô dự kiến là 18km. Đoạn quốc lộ 2D là 12km, đoạn quốc lộ 32C là 6km. Tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ 100%. Trước đó, do ảnh hưởng của bão, nước lũ lên nhanh, tràn qua đê, gây ngập úng nhiều khu vực tại huyện Hạ Hòa, ảnh hưởng nghiêm trọng việc lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 32C và quốc lộ 2D. Đặc biệt, ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, thuộc địa phận huyện Tam Đông, bị sập hai nhịp cầu. Vụ việc khiến ba ô tô, 6 xe máy, một xe điện rơi xuống sông, 3 người được cứu, 8 người vẫn đang mất tích. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông báo truy tìm danh tính các nạn nhân. Làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng cầu mới Thay thế cầu Phong Châu đã bị sập. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho rằng, phương án xây dựng cầu mới là lâu dài, trước mắt sẽ sử dụng phương án tạm thời là làm cầu phao để phục vụ cho người dân di chuyển. Chiều 14 tháng 9, dẫn báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Mưa to kéo dài gây sạt lở, lũ quét trên địa bàn huyện, làm 52 người thiệt mạng và hiện tại đã tìm thấy toàn bộ thi thể của các nạn nhân. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể huyện Nguyên Bình đang nỗ lực giúp đỡ người dân vùng lũ ổn định lại cuộc sống, khôi phục sản xuất và chuẩn bị cơ sở vật chất cho học sinh đến trường bắt đầu năm học mới. Ông Đặng Minh Hiền, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình cho biết, đã có nhiều đoàn từ thiện đến tặng quà, ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm nên trước mắt đã đủ cung cấp cho nhân dân vùng lũ. Tuy nhiên hiện nay giao thông vẫn chưa thông suốt nên nhiều đoàn chưa thể đến và trao hàng ủng hộ đến tận tay người dân vùng gặp nạn. Huyện đã bố trí nhà kho lưu trữ, bảo quản hàng hóa cho các nhà hảo tâm chờ đến khi điều kiện cho phép sẽ trao cho người dân. Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các nhà hảo tâm không mang quá nhiều đồ dùng, lương thực, thực phẩm có hạn sử dụng ngắn đến cho người dân để tránh lãng phí. Nếu có thể các nhà hảo tâm hãy quyên góp tiền để giúp nhân dân mua lương thực, có thể phục vụ cuộc sống lâu dài, ủng hộ kinh phí để xây dựng, sửa chữa lại nhà, cải tạo lại ruộng đồng, khôi phục sản xuất cho bà con. Suốt năm ngày qua, lực lượng chức năng với hàng trăm người đã thay nhau sử dụng các thiết bị chuyên nghiệp để trục vớt chiếc xe khách ra khỏi dòng suối khủy ngoại. Đây là chiếc xe khách trên đường đi từ huyện Bảo Lâm về thành phố Cao bằng. Khi đi đến xã Ca Thành thì bị đất đá trên núi sạt lở cuốn phăng xuống suối. Sau khi bị cuốn xuống suối, chiếc xe khách bị trôi giạt cách hiện trường ban đầu khoảng 1 km. Lúc tìm thấy chiếc xe khách, cơ quan chức năng đã tìm thấy hơn 20 hành khách tử vong quanh vị trí phát hiện xe khách. Chiếc xe khách đã bị vò nát, đất đá vùi lấp xe, khiến công việc cứu hộ, trục vớt xe khách ra khỏi dòng suối gặp khó khăn. Nhiều bộ phận của xe khách bị phá vỡ, văng tung tóe khắp nơi. Theo thống kê từ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, vụ sạt lở khởi ngoạ khiến hơn 30 người thiệt mạng và mất tích. Cơ quan chức năng đã tìm thấy 29 người tử vong. Ngoài ra, còn khoảng 7 nạn nhân đang mất tích. Song song với việc tìm kiếm nạn nhân, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động, công an tỉnh Cao Bằng và cán bộ chiến sĩ công an huyện Nguyên Bình đã tìm cách đưa chiếc xe khách ra khỏi suối. Chiếc xe đã bị đất đá vò nát, vùi lấp nhiều bộ phận, khiến việc đưa chiếc xe ra khỏi hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã phải dùng tời cáp để kéo các bộ phận của xe khách. Trước đó, cơ quan chức năng xác định điểm sạt lở tại sóng khuồi ngoại, xã Ca Thành, ngoài xe khách 29 chỗ của nhà xe Việt Trang, còn hai ô tô 5 chỗ và khoảng 10 xe máy bị cuốn trôi. Ngoài số thi thể đã tìm được, trong đó có nạn nhân được tìm thấy khi bị cuốn trôi đến tận xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, là địa bàn giáp danh xã Ca Thành, cách hiện trường khoảng 20 km. Do thi thể các nạn nhân bị cuốn trôi sang huyện Bảo Lạc, các chiến sĩ công an đã phải trực tiếp khiêng thi thể nạn nhân đi bộ hơn 20 km về huyện Nguyên Bình để bàn giao cho gia đình. Hiện tại, quãng đường di chuyển từ Bảo Lạc sang Nguyên Bình đang bị ách tắc nghiêm trọng do đất đá sạt lở và mưa lũ. Tối 13 tháng 9, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, mới đây lực lượng chức năng đã huy động khoảng 300 người trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm người mất tích tại các điểm sạt lở ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, và khu nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, xã Bản Cái. Theo đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai người bị mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại thôn Nậm Tông. Danh tính hai nạn nhân được xác định là cháu Lý Thị P, sinh năm 2015, và cháu Lý Minh K, sinh năm 2022. Theo đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn đã làm 20 người thiệt mạng, 14 người mất tích nhiều tuyến giao thông tỉnh, huyện, xã, thôn bị sụt sạt, đứt gãy, hiện còn 40 thôn bị cô lập. Hiện lực lượng chức năng đã tìm được 10 thi thể nạn nhân trong tổng 18 người mất tích tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, hai thi thể trong 5 người mất tích tại khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc, xã Bản Cái, huyện Bắc Hà. Huyện Bắc Hà đã huy động trên 2.000 người, 30 máy xúc đến các địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thành lập 3 tổ cơ động hỗ trợ ứng phó khắc phục thiên tai tại các xã Nậm Lúc, Nậm Khánh, Bản Liền, Bản Cái. Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 10 tháng 9, tại xã Bản Cái, huyện Bắc Hà, xảy ra vụ sạt lở đất làm sập nhà điều hành Thủy Điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, khiến 5 người bị vùi lấp. Đến khoảng 14 giờ ngày 10 tháng 9, tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tiếp tục xảy ra trận sạt lở đất nghiêm trọng, đã vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà, khiến 13 người thiệt mạng, 11 người mất tích và 13 người bị thương. Lào Cai là tỉnh thiệt hại nặng nề do sạt lở, lũ quét. Đến 12 giờ ngày 13 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 104 người thiệt mạng, 76 người mất tích. Trong đó Bảo Yên 58 người thiệt mạng, 53 người bị thương. Bắc Hà 15 người thiệt mạng, 19 người bị thương. Bát Sát 14 người thiệt mạng, Sapa 8 người thiệt mạng. Ngoài ra toàn tỉnh có 82 người bị thương. Chiều 13 tháng 9, vừa tất bật nhận đồ cứu trợ, phân phát cho người dân, anh Ma Xeo Chứ, sinh năm 1991, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, Bắc Hà, Lào Cai, vừa kể lại những giờ phút chạy đua với thời gian đưa 115 người dân của mình đi tránh lũ, thoát chết thần kỳ. Anh Chứ nhớ lại, ngày 9 tháng 9, thôn Kho Vàng trải qua hai ngày thời tiết mưa liên tục. Do đã được chính quyền xã huyện phổ biến từ trước, nên anh cùng một vài thanh niên trong thôn đi lên khu vực đồi phía sau thôn để kiểm tra và tìm một quả đồi hoặc núi có vị trí cao bằng phẳng tính dần phương án di tản bà con. Anh Chứ nói, khoảng 8 giờ sáng, anh và mọi người phát hiện vết sạt lở khoảng 20cm, liền huy động nhau đi chặt cây vầu về khu vực an toàn để dựng lán, sử dụng những tấm bạt có sẵn để che chắn, đưa bà con lên đó ở tạm, tránh trú một thời gian. Các anh chạy đua với thời gian bởi biết rằng quả đồi phía sau có thể sạt, đổ sập xuống bất cứ lúc nào từ lúc phát hiện đến khi mọi người an toàn đến nơi lán trại chỉ khoảng 8 tiếng đồng hồ. Đến 16 giờ cùng ngày, tất cả 115 người dân đã đến nơi an toàn. Không ngờ sau khi mọi người lên đến nơi, ngày hôm sau, quả đồi phía sau sạt lở xuống đúng khu thôn làng ở. Khi mọi người di tản lên chỗ trú mới, tránh sạt lở, người dân chỉ mang theo những đồ thiết yếu như chăn màn, bát đũa, song nồi và ít gạo để nấu cơm. Trong số 115 người của thôn Kho Vàng di tản tránh sạt lở, có 50 trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 15 tuổi. Trên khu vực bằng phẳng của ngọn núi, trưởng thôn chứ cùng thanh niên trong thôn dựng 14 chiếc lán được che chắn bằng bạt, đóng cọc bằng tre. Những ngày đầu sinh hoạt tại khu lán trại, người dân khó khăn chăm bề, thực phẩm và nước sạch đều thiếu thốn. Những người dân cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể dựa vào nhau vì nhà cửa đã bị sạt lở, đất đá lấp hết. Trưởng thôn kho vàng nhớ lại khoảnh khắc khi thấy lực lượng chức năng tìm tới, họ vô cùng vui mừng biết rằng mình đã được cứu sống. Mọi người mang cơm, gạo, mì tôm, lương khô và bánh kẹo. Ngày hôm sau, chính quyền xã và huyện mang theo rất nhiều đồ cứu trợ, giúp bà con ổn định cuộc sống. Nói về tương lai của 115 người dân, anh Chứ cho biết hiện tại việc quay về nơi ở cũ là không thể bởi khu vực đó đã bị sạt lở nghiêm trọng. Vì thế, trong thời gian tới, anh Chứ và người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm tạo điều kiện tìm nơi ở mới an toàn để người dân di rời xuống xây dựng lại nhà cửa, an cư lập nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Nghi, bí thư đảng ủy xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cho biết, thôn Kho Vàng được sắp nhập từ hai thôn Bản Vàng và Kho Lạc. Những người dân chạy lên núi tránh sạt lở là những người thuộc thôn Bản Vàng trước đây. Ông Nghi thông tin thêm, việc người dân tìm nơi an toàn để tránh sạt lở không phải là hành động tự phát mà có sự vận động, hướng dẫn, chủ động hỗ trợ của trưởng thôn. Ông Nghi nhấn mạnh rằng, trước khi cơn bão số 3 tới, ông và mọi người đã liên tục làm việc với các địa phương để phổ biến các biện pháp phòng chống bão lũ, sạt lở đất. Trưởng thôn được liên lạc phổ biến liên tục vì nhóm dân trong đó có địa hình hiểm trở, rất khó khăn. Trưởng thôn rất tích cực và nhanh nhạy theo chỉ đạo đã tìm hiểu đưa người dân về nơi an toàn để tránh sụt lở. Sau khi cơn bão đi qua, khu vực đó mất hoàn toàn liên lạc và tín hiệu. Ông đã cử đoàn cán bộ tới kiểm tra, phải mất 2 ngày mới tiếp cận được thôn làng và biết mọi người đã đến nơi an toàn, vì thế gọi là mất tích thì không chính xác. Trước đó, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu cho biết, trưa 11 tháng 9, chính quyền địa phương vượt 15 km và đã tìm thấy 17 hộ với 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu. Khi phát hiện nguy cơ sạt lở trên địa bàn thôn Kho Vàng, 115 người dân nói trên đã chủ động di chuyển lên một ngọn núi cao cách thôn khoảng 1 km để dựng lán trú ngụ tạm thời. Yeah. <laughs>